Nói chung là bánh bèo lúc đầu chúng ta cứ nghĩ thì sẽ là một đặc sản của Huế. Nó đã định hình trong đầu chúng ta là hình thức của nó, cách ăn như nào. Nhưng mà tới đây thì một cái loại bánh bèo mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn. Cái bánh này là có từ lâu chưa cô? Bánh này là có từ lâu rồi đấy. Từ lâu lâu đời rồi. Lâu đời lắm. Đặc sản ở đây. Từ đời của các cụ già làm mấy đời rồi đấy, đến mình á là thứ 3, thứ 4, 5.000 một cái nhé. Lúc 5.000 một cái á? 5.000 một cái to đùng này, ăn là no luôn các bạn. Đây, mình sẽ thử ăn một miếng này. Không biết là có đủ bụng để ăn hết chợ, ăn sập chợ của mình không? Các bạn thân mến, người Việt của chúng ta hiện nay dù ở nơi đâu cũng không thể quên cái nôi văn minh của mình. Đó chính là nền văn minh sông Hồng. Và hiện nay thì Nam đang có mặt tại Thái Bình, một trong những cái nơi mà có con sông Hồng chảy qua. Và cái điều đặc biệt là ở đây có một cái ngôi chợ quê. Ngôi chợ quê này thì nó có từ bao giờ thì Nam cũng chưa biết, nhưng mà hiện nay nó đang lưu giữ rất nhiều những cái loại bánh dân gian mà từ ngày xưa, từ những cái nền văn minh lúa nước cho tới hiện nay trải qua rất nhiều thăng trầm nhưng mà họ vẫn còn giữ được. Từ những cái loại bánh truyền thống cho tới những cái loại bánh mà có lẽ là đến bây giờ ở những cái vùng khác thì mình ít biết được. Thì không biết là có điều gì thú vị đón chờ chúng ta ở trong ngôi chợ này. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Nam vào. Thì xin giới thiệu với các bạn, đây chính là chợ Thuận Vi ở Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khám phá nhé. Đầu tiên thì sẽ thấy là ngôi chợ này sẽ cũng bán những cái món đồ giống như những cái ngôi chợ bình thường khác thôi. Đấy, các bạn thấy cũng có một cái chút gì đó về cách bài trí, nó cũng khá là kiểu thuần rồi. Đây, ở đây mình thấy đa số là những cái sạp thấp thấp được xây lên như này. Ví dụ đây là một cái sạp điển hình này các bạn này. Nó là được làm bằng những cái miếng bê tông rồi đôn lên bằng những cái viên gạch. Đấy, đây là cô bán trái cây. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Nam vào để tìm hiểu những cái khu vực ẩm thực ở trong này. Đây. Đầu tiên thì cô ơi, đây mình bán gì đấy ạ? Cô bán thịt bún cá. Bún vịt bún cá. Vâng. Đây để ơi. Đây là bán chè, tàu phớ này. À, khu vực bán bánh ở đâu nhỉ? Đây cô. Cô bán bánh gai ạ. À? Bánh gai, bánh rán à. Thì cháu lấy thử đi. Lấy thử mỗi thứ một cặp đi. Bánh gai này. Vâng. Cặp bánh gai với bốn cái bánh rán. Có nhiều bánh đâu. Thằng bên kia có bánh bèo. Ui dồi, mỗi bánh bèo thế à? Thôi. Đặc sản ở đây là bánh gì hả cô nhỉ? Đặc sản ở đây là bánh bèo. Bánh bèo à? Bánh bèo bên kia. Vâng. Rất cảm ơn. Ở đây có bánh cuốn này. Cô. Nhưng mà ở đây không hiểu sao kiểu ánh sáng rất là lờ mờ nhưng mà mọi người tập trung khá là đông. Bánh cuốn ở đây trông cũng ngon nhỉ. Cô, cái đậu này là để ăn với cái gì hả cô? Bánh cuốn con ạ. Ăn với bánh cuốn ạ. Ăn với bánh cuốn. À, cũng lạ nhỉ. Nhưng mà con muốn tìm hiểu cái bánh bèo trước. Đây tôi thấy ở đây có bác bán cái gì ấy. À, bánh bèo à cô? Cái này là bánh này là để mua về để mua về ăn hay là ăn ở đây? Mua về ăn ở đây cũng được mà. Ăn ở đây cũng được á? Thế bây giờ cháu thử ăn một cái được không? Được mà. Vâng. Cái này thì ăn như nào nhỉ cô nhỉ? Ăn đây nhé. Cắt ở đây không là đây này. Vâng. Cắt là ăn à.
tức là cũng hơi giống bánh giò nhỉ, nhưng mà nó lại như kiểu một nửa cái bánh giò ấy. Thì là à mình phải mà bánh giò là họ nặn bằng cái bột chín, còn cái này là nó là bột nước. Bột nước à? Vâng. Tức là như chúng ta chỉ cần rất là dễ dàng để tách những cái vỏ bánh ra, sau đó phải sử dụng một chiếc đĩa để có thể là chia thành từng miếng nhỏ như này, ăn với hành khô. Một chút nước mắm nữa. Nói chung là bánh bèo lúc đầu chúng ta cứ nghĩ thì sẽ là một đặc sản của Huế. Nó đã định hình trong đầu chúng ta là hình thức của nó, cách ăn như nào. Nhưng mà tới đây thì một cái loại bánh bèo mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn. Cái bánh này là có từ lâu chưa cô? Bánh này là có từ lâu rồi đấy. Từ lâu, lâu đời rồi. Lâu đời lắm. Đặc sản ở đây đấy. Từ đời của các vị ua già làm mấy đời rồi đấy. Đến mình là thứ 3, thứ 4 rồi. Vâng. Đặc sản ở quê đấy, bánh bèo, bánh bèo. Vâng. Thì là, nói chung là ăn cũng vô cùng đơn giản thôi. Thậm chí cái bánh bèo này nhân nó cũng chả có cái gì cả. Không có cái gì, chỉ có là hành khô với một chút nước mỡ đúng không ạ? Đấy, hành khô trưng. Đấy, xong đấy là ăn cứ thế là chấm với nước mắm thôi. Thì cháu nghĩ này là nước mắm này cũng phải ngon nhỉ? Loại ngon thì ăn nó mới ấy. Ừ, ăn mới thơm được. Đấy, tôi sẽ thử ăn. Ừ. Ăn thêm một miếng nữa mới em diễn tả chính xác được. Ăn thấy nó giống cái ăn cái vị bánh gì mà đó hay ăn. Nói chung là cái bánh bèo này này, làm cái vỏ bên ngoài của nó thì khá là mềm. Thế nhưng mà khi chúng ta ăn ở phía trong thì nó cũng có cái phần khô khô. Nói chung ăn cũng thú vị. Và nó cũng khá là mộc mạc. Nó không có gì quá cầu kỳ cả. Thế cái này ngon là đến từ chính là cái bột. Bột vỏ bánh. Đã ra vỏ bánh này. Mùi thơm của của lá, một chút lá ra này, của hành khô này. Và một chút đậm đà thơm lừng từ nước mắm nữa. Tất cả những cái đấy là đều là từ một cái gì đó kiểu nó không hỗn độn ấy. Nó chúng ta ăn chúng ta cảm nhận rất rõ những cái vị như vậy. Nhìn chung thì tôi cũng đã thưởng thức một số cái ẩm thực ngày xưa của người Hà Nội, ví dụ như bún ốc nguội chẳng hạn. Thì cái cách chế biến những cái món ăn của người Việt ngày xưa chúng ta cũng vậy, tức là làm rất là đơn giản thôi, phần nào ra phần đấy, thậm chí là rất là thanh, nó không có kiểu quá nhiều gia vị như bây giờ. Cô ơi, ngoài ra thì ở chợ mình còn cái món gì đặc sản nữa không ạ? Còn cái bánh hấp. Bánh hấp nữa cả à? Lại ở bánh hấp mà người ta cũng là cái gạo tẻ này, nhưng mà họ nặn khô xong họ nặn cho vào chọc. Vâng. Là bánh hấp, các nơi gọi là tai mèo đấy. À, có cái dìa dìa nhọn nhọn mà tí lại hàng bánh hấp kia luôn. Vâng. Nhưng mà họ cứ lột lột lên từng tấm từng tấm một. Vâng ạ. Rồi. Đấy là đặc sản ở cái chợ này, là các nơi về đây là thích cái bánh hấp đấy. Vâng ạ. Bánh bèo, bánh hấp. Cô thấy một cái bánh bèo này thì bao nhiêu tiền ạ? Bánh bèo này 5.000 là 2 cái. 10.000 là 4 cái. 5.000 2 cái. Mà cái cháu vừa ăn này là 2.500. 2.500 mà ăn no luôn. Chợ quê mà. Vâng. Và cứ gọi là làm đơn giản, tiện. Ăn tiện mà lại rẻ tiền. Ở một quán khác thì tôi thấy cô có rất nhiều loại bánh luôn. Cô có thể giới thiệu qua là những bánh gì không ạ? Đây bánh nếp. Đây bánh nếp à? Bánh nếp.
và bánh đây bánh mật và bánh gì là bánh tẻ à? Bánh tẻ bánh chưng. Tức là những cái bánh này là cô sẽ đều ép nó vào những cái bánh đa như này, rồi. Hai cái bánh đa như này. Mỗi bánh nếp mật thì mình chả không, mình chả có nhân thịt được chưa? À, bánh tẻ thì có nhân thịt rồi. Đây, đây là bánh nếp này, bánh nếp tức là làm từ bột nếp, là nó không có nhân ạ? À? Có nhân đỗ dừa đấy. À, có nhân đỗ dừa. Còn đây là bánh mật. Bánh mật nhân không nhân đỗ dừa là ngọt. Bánh mật thì ngọt, bánh nếp thì là ngọt hay mặn? Mặn. Mặn ạ. Còn bánh tẻ thì cũng mặn hả cô? Nhân thịt nạc ở giữa. Vâng, thịt nạc. Nói chung là đây, các bạn có thể thấy là cũng rất là dân dã. Để mình sẽ ăn thử cái bánh mật. Cũng 5.000 một cái nhé. Cũng 5.000 một cái á? 5.000. 5.000 một cái to đùng này, ăn là no luôn các bạn. Đây, mình sẽ thử ăn một miếng này. Không biết là có đủ bụng để ăn hết chợ, ăn sập chợ của mình không? Các bạn thấy có nhân đậu xanh dừa ở trong và nó có mang vị ngọt. Và cái việc mà cho cái bánh đà ở ngoài ấy, nó sẽ có hai tác dụng. Một là giúp cho chúng ta cầm dễ hơn bởi vì cái bánh nó rất là dính. Cái thứ hai là khi mà ăn thì nó cũng tăng thêm cái phần thú vị, bởi vì bánh đà nó sẽ giòn, giòn rụm, và khi ăn ở đến cái phần vỏ bánh ở trong thì sẽ thấy là nó hơi dai dai, ngọt ngọt, mùi thơm đậm, và nói chung một cái gì rất là dân dã. Thực sự là ẩm thực Việt Nam vô cùng phong phú. Những cái loại bánh này thì chắc gì các bạn ở thành phố biết được, rất ít người có thể biết được những cái loại bánh như này. Cô còn cái bánh gì đặc biệt nữa không? Cái gì ạ? Xôi sọ. Xôi sọ á? Xôi sọ là cái gì ạ? Xôi sọ có nhân thịt được đấy. Đâu cô cho cháu một phần xôi sọ không nào? À, xôi sọ thực ra là à, nó giống như bánh khúc đúng không ạ? Đâu cô cho cháu một phần em nào. Đây. Cô này, cô cho thêm cả xôi nữa. Ồ, một phần này thì bao nhiêu tiền hả cô? Là cũng 5.000. 5.000 hết. Cái này mà thành phố là 20.000 như thường. Nóng quá cô ạ. Ở đây là vừa nóng hổi mà lại rẻ nữa chứ. Cũng như là ngon. Đây tôi xem là khám phá ra cái xôi sọ của cô có đúng là bánh khúc trong truyền thuyết ở trên thành phố không? Ta có cái sọ ở giữa. Đấy. Đây. Đây các bạn thấy này. Là ở trong thì cũng có một cái lớp cái vỏ ngoài này cũng là khúc đúng không ạ? Cô làm từ lá khúc đúng không? Sau đấy là cũng cho đậu xanh. Lớp đậu xanh mà thịt nói chung là giống như hơi giống như là cái nhân bánh chưng ấy. Đấy, nhưng sau đó là sẽ vỏ ngoài sẽ bọc một lớp bột với lá khúc. Đấy, và sau đó là sẽ cho vào xôi thì chúng ta sẽ có được một cái phần như này. Và khoảng 5.000 như này thì thả nào nhiều bạn ở thành phố ngày xưa tôi thấy là cứ cuối tuần là cứ thích về quê. Hóa ra ở quê là ẩm thực ngon như thế này và rẻ như này thì mọi người về là đúng rồi. Có lẽ là tôi chỉ ăn hương ăn hoa thế thôi. Mình sẽ gói lại để đi ăn thêm nhiều cái món khác nữa. Cô ơi, gói cháu cái món này với. Đây. Mỗi thứ có 5.000 đấy các bạn. Vâng. Nói chung là gần như là chợ đồng giá 5K vậy các bạn. Cái gì cũng 5K. Rồi. Quả là thú vị. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là bánh bèo đã thú vị nhất rồi, nhưng mà cô bánh bèo thì cô lại bảo là có một cái bánh khác cũng thú vị hơn, đấy là cái bánh bánh hấp đúng không ạ? Bánh hấp. Đấy, thì ngay bên cạnh là bánh hấp. Thì chúng ta sẽ sang thử xem nào. Rồi, cháu cảm ơn cô nhá. Linh trả tiền cho cô nhá. Nhưng mà trước khi sang hàng bánh hấp thì tôi lại thấy ở đây có chị này bán bánh dày. Bên này là chuyên về bánh dày này. Dày giò. Cái bánh dày này thì là có trong
sự tích của Việt Nam rồi, sự tích mà có trong bánh dày rồi. Cái này là sẽ ăn là kẹp với giò hoặc là chả, cái này khá phổ biến. Thì bình thường ở Hà Nội thì cứ tầm chiều đói ấy, là Nam hay làm một cặp như này, kẹp thêm cái giò hay cái chả. Hiện nay giò chả làm rất ngon và rất phong phú, rất nhiều loại. Thì thường ăn như này là các bạn no luôn, là khỏi ăn một bữa. Nhưng mà nhiều bạn thì sẽ chỉ ăn một miếng này thôi. Ăn một miếng mà lại nhờ chị là sẻ đôi một cái miếng ở một cái miếng này ra để kẹp cái giò vào. Bây giờ mình sẽ thử làm thêm, chứ ăn này thì là no lắm. Chị có cái giò không ạ? Đây chị kẹp thêm những cái nhá. Ngoài bánh dày kiểu đó ra thì đây có bánh dày, đây bánh dày ngọt đúng không ạ? Đây bánh dày đỗ nữa các bạn này. Trong lúc chị làm đấy, các bạn thấy là đúng theo yêu cầu của mình luôn. Thế nếu mà ăn hai cái thì sẽ no. Đây giò đây. Đấy, ăn hai nửa thì sẽ no. Còn thôi mình lấy một nửa mình lại tách ra thêm. Ở trên này là vừa đủ luôn. Đây đúng là thiên đường của các loại bánh. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Thế lấy cho em cả cái nửa kia còn lại đi. Đấy. Vâng, cũng làm như thế luôn. Đây các bạn thấy này. Đây là một cái cách ăn hiện nay là cũng khá là phổ biến, với bánh dày kẹp giò như này. Nó cũng khá nổi tiếng rồi. Mà tôi thấy những cái bữa xế chiều ấy thì thường ăn một cái, hoặc buổi sáng ăn một cái cũng là đủ no. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn muốn để bụng để có thể thưởng thức những cái món bánh khác nữa. Ở đây thì có cả bánh, cũng bánh dày nhưng mà ngọt. Bánh này cũng là bây giờ cũng nổi tiếng rồi này. Nhiều nơi là cũng bán vào siêu thị rồi. Là ở ngoài sẽ có một cái lớp đỗ để cho nó không bị dính. Còn ở trong thì cũng có lớp nhân đỗ ngọt. Cái này nhỏ nhỏ đây thì mình có thể ăn được. Nói chung là cũng không cái này là không có vị, không quá ngọt, hơi ngọt nhẹ, rất ngon. Hình như chị có cho thêm vani đúng không? Rất thơm luôn. Rồi. Giờ cái bánh này thì hơi no rồi các bạn. Bây giờ chúng ta chuyển qua bánh hấp xem như nào. Đó cô. Bánh hấp dưới kia ạ. Nhưng mà cô không bán bánh hấp à? Cô bán bánh gì? À vâng. Đó, cảm ơn cô. Cái nồi làm bánh cuốn của cô uy tín không? Rất to. Dạ. Đúng rồi cô ạ. Dạ. Thế ạ. Đây. Đây, mọi người đều chỉ cho tôi đến hàng bánh hấp. Hàng bánh hấp cũng là một cái loại bánh mà mọi người nói là chỉ ở đây mới có. Cô có muốn cháu quay cô không? Không, cô không muốn quay cô. Thì giờ sẽ sang bên này. Hàng bên này cũng đông hơn. Vâng, cháu mua bánh hấp ạ. Thì các bạn có thể thấy rằng là bánh hấp được đặt trong một cái niêu khá là lớn, làm bằng sành, bằng đất, một cái niêu đất rất là to. Và nó cũng khá giống bánh bèo hay bánh nậm gì đó, hay cũng là có thể thấy rằng là một lớp bột này, và sau có thịt này, và cũng được chắc là đưa lên một cái
một cái dụng cụ như kiểu là hấp giống như bánh cuốn đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Đấy. Giống Hoàng Nam thế nhỉ? Đúng rồi cô ạ. Cô để cháu quay một chút đã nha. Cô hiểu Hoàng Nam không? Đúng rồi cô ạ. Hãy thách thức tôi. Dạ. Đấy thì như vậy là nhìn bánh là tôi đã đoán được cái cách thức làm. Thì hóa ra cô để cháu quay một chút nhá. Được chưa? Vậy là nhìn hình thức bánh thì tôi đã đoán ra được cái cách làm và quả đúng như vậy. Là bây giờ cô cho cháu một phần nhá, bán cháu một phần. Cô bán như nào? Tôi bán một gói như này là 10.000. Ôi một gói này 10.000 à? Để cho cháu 10.000 nhá. Cái này là về mình cứ thế mình ăn hay mình có chấm với cái gì không ạ? Vâng. À đây ạ. À. Được. Cô để cháu quay đã nhá. Không tí nữa quay xong mình nói chuyện sau. Đây. Ở đây thì tôi đã thấy cô đã bán được xong được một cái lu rồi. Bây giờ đã đến cái lu thứ hai. Cô một sáng có bán được mấy lu? Ba lu à? Đang bán cái thứ hai rồi. Còn một cái nốt cái nữa là về thôi nhỉ? Đây cháu cho muốn ăn luôn đây được không? Ăn được ạ? Đây, bởi vì bánh trông hấp dẫn quá thì mình cũng muốn ăn luôn. Ăn luôn để cho kia nó quay. Vâng. Đây, thế nào nó ngồi về đây. Đây. Đây, đây cũng là một cái loại bánh mà nó theo cái tiêu chí từ đầu đến giờ đều làm từ có thể là bột nếp, bột tẻ, từ thịt, từ hành. Toàn những cái nguyên liệu mà mọi người ở đây có thể dễ dàng sản xuất được từ ngay cái ruộng vườn nhà mình. Đấy. Thì cái này là có ở đây có dùng đũa để ăn không ạ? Ô bốc à? Ừ, bốc. À. Ở đây chỉ có bốc ở đây là mọi người nói chỉ có ăn bốc thôi. Giờ tôi sẽ ăn thử. Không biết là vâng. Rất nóng luôn, nóng bỏng tay. Cái này là làm từ bột tẻ đúng không ạ? Ừ, gạo tẻ. Thịt, băm ra, hành. Ăn bánh hấp bảo ngon không? Ngon ạ. Thì nó có đậm đà từ thịt, từ hành ạ. Và ngoài thịt ra có thêm cái gì không ạ cô? Mỡ. Tức là ngậy từ mỡ, mỡ cũng sẽ giúp cho những cái lớp vỏ bánh này nó không bị dính vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được cái lớp vỏ bánh làm từ gạo tẻ và cái phần thơm đậm đà đến từ thịt mà được xào qua với mỡ ấy, thì cái lớp mỡ nó ngậy ngậy và nó sẽ giúp cho những cái lớp vỏ bánh này nó không quá dính vào nhau. Sở dĩ mà khi phải làm rất là nhiều những cái vỏ bánh như này bởi vì nếu mà thành một cái lớp vỏ mà dày thì chúng ta ăn sẽ bị ngấy. Nói chung đây cũng là một cái cách mà một biến thể của bánh cuốn. Thì là bánh cuốn mà tráng nó dày hơn và bằng gạo tẻ. Hoàn toàn bằng gạo tẻ thì sẽ ra được cái loại bánh này. Nói chung là một cái gì rất là dân dã, chân chất. Và nếu như ai mà sinh ra từ quê hương sau đó trưởng thành từ cái loại bánh này mà đi xa vùng đất này, mà ví dụ đi làm ăn ở xa thì tôi nghĩ là sẽ vô cùng sẽ nhớ cái hương vị này. Bởi vì là ở thành phố muốn ăn này đâu có đâu, phải về đây mới có. Rồi. Cảm ơn cô. Vào một ngày ghé thăm chợ Thuận Vi được thưởng thức những món ăn vô cùng dân dã của vùng đồng bằng sông Hồng, gặp gỡ mọi người, những người bà con, thì tôi thấy là một cái cảm giác gì đó về nguồn, về cội rất là thú vị.
Hôm nay thì không phải là một ngày cuối tuần, về bất kể một cái ngày nào trong tuần thì các bạn cũng có thể được thưởng thức cái không khí như này. Ở một cái vùng quê không quá xa Hà Nội, cũng không phải là một cái nơi mà du lịch quá là đông đúc, nhưng mà các bạn hãy thử có một cái trải nghiệm du lịch theo cái cách ẩm thực và về nguồn như này xem sao. Đó của cháu đây ạ. À? Rồi. Cháu xin. Dạ. Bà lại múc thêm cho một cái nữa. Quay ở đây trời tôi xấu lắm, quay là chưa xây hết thì chưa xây gì. Như thế người ta mới hay chứ mà. Nếu mà xây đẹp thì lại mất đi cái chất. Đây là chất cỏ. Cỏ mà chất đẹp.